sụp. Thằng đó đến nay khiêm mình lắm. Hồi tối mới khiêm là mày cười quỳ lại đó. Cười nghĩa luôn á. Cười nghĩa luôn đấy. Tá, mày duyên chưa tá nữa mày đăng không? Tá như thế đó, xong tao buồn cười quá, tao phải cười phá lên. Tao cố gắng, tao muốn khiêm lắm rồi. Tao muốn cười nỗi đau yêu không? Không, người ta chịu được. Không, tao chịu được mà tao bé mới cười cười tao cười. Đó, đổ nước đúng đấy. Tao uống không lại đây, tao nói à. Ai làm rớt. Nghe tức cái sợ. Coi mấy cái đó cho con mấy cái xe xúc phạm người xem tiếp đó. Làm gì coi xe nào xuống. Chị xúc phạm xe là xe đúng không? Hay là xúc phạm cả tất cả dòng họ, sự lợi xe với lại các người xem luôn. Tao vẽ gì là đối với người khác là một tuyệt phẩm thế giới rồi. Giống như đối như đối với mì á. Không, nhưng là tuyệt phẩm của mấy con tổ. Chứ không phải là của một con người đúng không? Thì đáng là nó bị mì, chứ là mì là tó đó, bòi là tó. Tó nói với mì mà. Ôi, ra đang kêu mì á. Có thịnh đó. Cái gì mì nói tao không? Nó bị là tó đó. Mì nói tao không? Ôi, thịnh đang ngó, nhanh cái tay với lại bòi ngó. Chúng ta ở cái camera thì cũng là cái này nị của nó, cái nó cả phòng ấy cái nó chú để chân mày nhấp lắm bao giờ chân mày nhấp lắm nó được đó được lắp chân tập nhấp chọn mày đập biến phát rồi mày không vui chân bạn cái mày ra đi mày chân thì nhấp mà còn mày bỏ cái chân vậy đi. Muốn ống thì mày mặc quần dài đi. Lì vẽ bực vẽ. Nó thật đến nhớp mà em trời giặt cho mới khô trăng. Nhớp bòi và hiệu bòi. Năm sau. Năm sau khô trăng. Nhà không có máy giặt nữa hiểu không? Có, nhà bòi có, mang qua nhà bòi giặt. Nhà bòi sợ lắm. Hả? Sợ bà nội bà chửi. Chửi gì mà chửi? Bì. Sợ bà nội bà không, sợ bà nội bà đập bòi như ông đập bòi. Sao bì xác nhận bà này? Thôi mua đồ à thôi. Tự nhiên có điện có tiền mà mình đừng bói. Đừng có, mình biết chắc quá nhưng mình cái lá là mua đồ của cho tôi ta. Đây làm việc chứ đâu phải chơi bị người ta nói đâu. Mua đồ gì á? Cho ta mua đồ Tết. Cho ta đi làm có tiền rồi cho ta mua đồ Tết. Được bao nhiêu tiền thôi? 15 triệu. 15 đồng á. Ờ tính toán 15.000 mà thôi. 15 đồng. Cho cho. 15 đồng đúng 15 đồng cũng đụng 15.000 để cho. Thật, buồn quá. Cho. Thì mình có 15 đồng cho mình điên nè. À? Thôi. Thật luôn đó, 15 triệu cho. Có 15 đồng mà. 15 triệu cho. 15 đồng cho mấy, mình có tiền. Yeah. Đi làm cái đi vẹn mới đi hôn được 15 triệu đô ra kia nhé. Được 15 đồng mừng quá trời luôn đó nhờ. Cho. Bấm nhân phát đi. Cho. Mình phải bách cái gì không? Ông ấy là vạ, tôi vạ. Cho. Cho. Chơi vợ có bách không thôi. Chơi không? Chắc chưa? Ok. Cái mặt thằng đi ta bạ xuống lúc này ta. Bạ là mày tay mình không đau rồi không? Đùi trắng chứ gì? Có đen quá. Đúng rồi, tôi nói cho tôi làm. Đùi trắng bằng cái tay em đây. Đùi gì đứa thằng này? Đi ngáo ngơ. Ngáo ngơ sơ lụi đi. Cái chân này, chân đi sạch đi. Cảm ơn limousine, không đi cố mà xin là xin. Chết xin nề ca. Tập ta mẹ một ngày hôm qua thì nó lên khung má em và ngày đi về đặt chỉnh má ấy. Thử như mà kêu nè có cái đi nè ăn không rồi thử không đem đi. Cho nó kiếm. Trời ơi con mon còn hôn mồm con mon suốt ngày mà. Tắt điện như mọi thứ bye bye. Bịt phân này. Nhiều quá. Thấy nhiều không? Tao bóp cũng lần. À, bao ơi, để hai trái xoài vô tủ lạnh mai ăn bao nè. Bôi, để hai trái xoài vô tủ lạnh đi. Mai qua. Lấy nước ngọt qua ra đây uống bôi. Mới đưa cái chữ nhanh hơn. Bỏ tủ lạnh, bỏ vô tủ lạnh đi nhá, xoài á. Ờ, bỏ hai quả nữa vô thôi. Hôi thật sự luôn. Đủ hôi thật sự luôn. Trong mặt. Mẹ ăn để mẹ đi ỉa đó. Nghe ghế sao? Mẹ kêu mẹ ăn đi. Buồn chứ sao? Mẹ bỏ một hộp đóng lại được đi. Bỏ chưa?
Mì bộ, đừng nói mì bộ nguyên cái rượu với nhá. Bộ nguyên rượu. Bỏ hai quả thôi. Không biết mà. Vô ra uống xong rồi ra để rồi lấy ra lại. Đúng vọt đó mà, bỏ như kỳ cục. Nó thơm rượu lạnh với con răng không? Không phải quýt mà thơm rượu lạnh. Quýt hay cam mà nó thơm. Thôi in rượu lạnh lên. Mình thấy ta đúng không? Im lặng trong bao nước lại ta. Bị sạch chết đó, thằng lũ nó bị sạch chết đó. Đừng có đi vô dừng tóc, cánh xa dừng tóc ra. Cánh xa dừng tóc ra. Đi ra mới đâu, phun ra đi. Điệt. Nắp nè, vặn lại đệ này. Chặt tí thôi. Đây một căn nữa. Dễ sợ người ta viết chữ bắt đẹp nên mình đồ lại tợm chưa đây. Tức ghê. Cứ mà tốn công ngồi viết nắng nót. Ngày xưa có một ngày xưa ưa. Rồi còn một dụng được cái xe. Mình biết sao phải vậy xe gì đây. Giờ phải chơi nha. À nhắc mới nhớ Tân ạ. Ta biết ta còn nhớ con Ngọc hồi lâu qua nhà mình đây không? Mà hồi lâu ta kích bạn phải đó. Con cấp 3. Con cấp 3 với em mà em lớp 12 xong có cái bạn phải với ta đó. Con Ngọc nào tao có cái bạn phải. Có. Con nằm con lên tao biết mặt của con tôi kích bạn cái bạn phải hắn. Ừ, xong con kích bảng phê với tá đó, có kích bảng phê con nữa. Mô mình mới bật con nè. Mày mới đọc nhớ gì mất. Mày có bật mày gọi cái bảng nữa không? Này. Con đi con muốn đi. Tao biết rồi mới nào. Con Ngọc đi đây. Mày cho ra mặt mờ, mặt mộc đi, tao biết. Không, mặt mộc em không có. Là hồi lâu hơn cái bạn chơi với em mà kêu chơi thêm con bên làng nữa tê. Xong rồi hắn với con bên làng gây chuyện với nhau, xong rồi hắn kêu người đập con bên làng á. Xong rồi em mới kiểu thôi mi đứa thì tao dính dáng tới mi ly. Tao sợ mi có chuyện gì mi đập tao đâu. Em kiểu nói thì chơi được ai mà chơi được hi. Xong em nhớ xong rồi biết hắn đi kệ với cái thằng ngoài quê hồi lâu, là ý là thằng ngoài quê chơi với em mà khi nãy em chơi với Ngọc xong mới biết hết thế. Xong đi kệ với thằng đó là em bị chuyện nói xấu hắn rồi để cho cả lớp tẩy chay hắn. Mà trong khi là cả lớp kiểu biết đứa xong cái con tê đầu kiểu không kêu không chơi với hắn nữa. Trước khi em vô là hắn là bị tẩy chay rồi ta. Trước khi em vô lớp là bị tẩy chay rồi, em vô xong rồi hắn mấy đứa mới bình thường lại với hắn, cho em ngồi chơi với hắn á. Là Huy, hồi đó mới hút đó. Lúc đó lúc là bọn kia áp lực mới kêu cái Ngọc nhé. Ngọc là gì? Cái Ngọc trùng trùng quỷ. Thế như Huy không có ở đây răng anh cũng biết là ông để ý. Khi mình lớp 7 là Huy hơn cái bạn đúng không? Cái gì? Đang lớp 12. Không, nói đang nói cấp 2 á. Cấp 2 em không nhớ, cấp 2 em không dám ho hé một tí. Có Huy Ngọc, Huy Ngọc trước mẹ chơi với mấy đứa tùm lum tùm la bên. Với lại em cũng sợ đập như thế là em không có bạn nữa. Còn lên lúc lớp 12 thì hết rồi, Huy Ngọc đó. Xong rồi gì ta? Xong rồi bữa mà em đi chụp yếu ta, mẹ em say xe sấp mặt đi. Không đi chụp được luôn á. Mà nói em là lên xe rồi liếc ngang liếc dọc hắn. Trong khi em lên xe như thế này.